kênh quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn Hồi ký chiến tranh với nhan đề Đắc Tô, lính dù Mỹ trên cao nguyên trung phần Việt Nam Phần thứ 8, đặc nhiệm Mỹ trên chiến trường Đắc Tô Lực lượng tăng viện của đồng minh vẫn đang được đổ vào Đắc Tô Ngay cả sau khi tướng Lâu Sơn đã đưa lên đó hai tiểu đoàn cuối cùng của Lữ 173 Tướng Schweiter lý luận rằng tiểu đoàn 3 quá mới để có thể cho lên Tây Nguyên nên vẫn để họ lại tuy hòa thực hiện tiếp chiến dịch bò linh. Tướng Pia cũng điều động tiểu đoàn 1, trung đoàn 8 thuộc lữ đoàn 2 của mình từ Đắk Lắk lên Đắk Tô tăng phái cho lữ đoàn 1. Trong mấy ngày nữa, tướng Nâu Sơn sẽ chuyển thêm cho Pia hai tiểu đoàn của sư đoàn 1 kỳ binh bay nữa, là tiểu đoàn 1, trung đoàn 12 kỳ binh và tiểu đoàn 2, trung đoàn 8 kỳ binh. Ngoài ra, tiểu đoàn 9 nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa cũng từ Sài Gòn bay lên Đắc Tô trong lúc họ đang tham gia vào việc xây dựng lực lượng tổng trừ bị của Nam Việt Nam. Tướng Pia đặt họ ở phía đông nam Đắc Tô để đối phó với Trung đoàn 24 Bắc Việt. Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 42 Việt Nam Cộng Hòa sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ khu vực đầu não của Đắc Tô, mà lúc này đã bao gồm Bộ Chỉ huy Tiền phương Sư đoàn 4 Bộ Binh cũng như Bộ Chỉ huy của tướng Swayter. Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 42 cũng tiến hành tuần tra đường 512 cắt ngang Đắc Tô và Bến Hép. Đường này đi sang phía Tây nhập vào quốc lộ 14 ở Tân Cảnh rồi chạy sang Lào. Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ sớm cho thay tiểu đoàn 9 nhảy dù bằng tiểu đoàn 3 dù. Rồi thì tiểu đoàn 2 nhảy dù và tiểu đoàn 3, Trung đoàn 42 Việt Nam Cộng Hòa cũng lên tham gia. Cả 3 tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa này sẽ tập trung nỗ lực đối phó với Trung đoàn 24 Bắc Việt tướng Đô Sơn tăng thêm các tiểu đoàn cơ động vì những trận đụng độ với quân địch ngày càng nhiều lên. Gần như tất cả các lực lượng đang tuần tiễu quanh Đắc Tô đều chạm trán với các đơn vị bóc Việt mà họ đã xác định từ trước. Ngày 7 tháng 11, chỉ cách cao điểm 830 về phía đông 3 km, đại đội Alpha và đại đội Đốc, tiểu đoàn 3, trung đoàn 8 đã bị tập kích. Thiệt hại gồm có 10 chết, 35 bị thương. Sáng sớm hôm sau có thêm 8 lính cũng thuộc các đại đội này bị thương do một trận pháo kích bằng súng cối đến 18 giờ 30 phút cũng tại nơi này, diễn ra một trận tiến công dữ dội kéo dài 3 giờ đồng hồ của bộ đội Bắc Việt nhằm vào đại đội Alpha và đại đội Doc. Lại có thêm 11 lính Mỹ tử trận và 38 bị thương sau khi trận đánh kết thúc. Trên sườn Tây của cao điểm 1338, đại đội Charlie và đại đội Doc, tiểu đoàn 3, trung đoàn 12 cứ đi mỗi 1.500 đến 2.000 mét là phát hiện thấy những vị trí của đối phương có công sự tốt. Một trận giao tranh ngắn ngủi sẽ nổ ra sau đó pháo binh sẽ dập xuống đầu quân Bắc Việt, rồi lính Mỹ mới tiến lên đếm xác. Thường thì lại có hơn một chục xác địch và hai đại đội sẽ bị mất từ 4 đến 5 người. Đại đội thứ ba, đại đội Bravo, gia nhập với đại đội Alpha và đóc tiểu đoàn 3 trên 8 ngày 9 tháng 11. Ngày kế tiếp, trong khi các đại đội đang di chuyển theo một sống núi chạy tới cao điểm 724, bộ đội Bắc Việt lại đột kích. Trận đánh khốc liệt diễn ra cho tới tận ngày hôm sau. Chỉ đến khi có sự tham gia với quy mô hùng hậu của phi pháo thì cuộc tiến công của địch mới bị bẻ gãy. Quân Bắc Việt để lại 92 xác đồng đội trên chiến trường. 18 lính bộ binh Mỹ tử trận, gần 120 bị thương. Mức độ thương vong cao đã khiến cho các đơn vị này kiệt sức. Quân số của một đại đội chỉ còn 44, đại đội khác là 59, đại đội đông nhất thì cũng chỉ còn 79 quân. Dù hiển nhiên với tướng Ngâu Sơn và Pia là việc quân đồng minh ùn ùn đổ vào Đắc Tô, đã khiến nguy cơ quân Bắc Việt tràn ngập căn cứ giảm đi nhiều, nhưng họ cũng đã thấy đối phương không hề có ý định từ bỏ vùng này cho Mỹ. Để duy trì sức ép lên quân Bắc Việt, tướng Schweitzer lệnh tăng cường cho trận địa pháo trên cao điểm 823 căn cứ pháo binh 15 sẽ không chỉ là nhà của pháo đội Jack Lee tiểu đoàn 3 trên 319 mà còn là sở chỉ huy của tiểu đoàn 1 trên 503 khi nó lên tuần tiễu trong vùng hành quân được tiểu đoàn 4 trên 503 bàn giao lại. Đại tá John Powers, tư lệnh phó lữ đoàn từ hôm 1 tháng 11 cũng đặt sở chỉ huy tiền phương của lữ trên căn cứ pháo binh 15. Powers, 44 tuổi, tốt nghiệp học viện West Point năm 1945, đã công tác trong bộ tham mưu của quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam đóng tại Long Bình trong 6 tháng, trước khi tới thay cho đại tá Query. Tuy thế ông cũng chẳng lạ gì những trận đánh khốc liệt. Ở Triều Tiên, ông là một đại đội trưởng của sư đoàn ba bộ binh và đã được thưởng huân chương chữ thập bội tinh vì lòng dũng cảm tướng Sowater lệnh cho tiểu đoàn 1 trên 503 của Trung tá David Schumacher truy kích đơn vị Bắc Việt đã chiến đấu với đại đội Bravo tiểu đoàn 4 trên 503 hôm mùng 6 tháng 11 và ngăn không cho bất cứ đơn vị Bắc Việt nào khắc bén mảng gần Đắc Tô. Trung tá Schumacher chỉ còn gần 3 tháng là kết thúc kỳ hạn phục vụ khi đưa tiểu đoàn 1 trên 503 của mình lên căn cứ pháo binh 15 vào ngày mùng 9 tháng 11 năm 1967. 6 tháng đầu tiên trong kỳ hạn phục vụ ông là lữ đoàn phó xử lý thường vụ. Dù đây là một công việc vô thưởng vô phạt nhưng ông vẫn bị mang tiếng là sĩ quan hánh tiến ít quan tâm, đồng cảm với cấp dưới. Không được như Powers, Schumacher chỉ đơn giản là một sĩ quan muốn kiếm thêm cơ hội thăng tiến sau khi đã tìm cách được chỉ huy một tiểu đoàn chiến đấu trước khi về Mỹ để nhận công việc nhàn nhã rồi thăng lên đại tá. Schumacher là một tiểu đoàn trưởng hợp chuẩn, đúng thế nhưng không bao giờ tạo dựng được sự trung thành của cấp dưới hay sự ủng hộ của cấp trên như thường vẫn tồn tại giữa các chiến hữu cùng binh trùng dù. Để thực hiện sứ mệnh được giao, Trung tá Schumacher lập ra hai đội đặc nhiệm. Task Force Black bao gồm đại đội Charlie và hai trung đội của đại đội Doc. Task Force Blue có đại đội Alpha và trung đội còn lại của Doc. Đại đội súng trường thứ tư của Schumacher, đại đội Bravo, do đại úy Jerry Draper chỉ huy sẽ ở lại bảo vệ căn cứ pháo binh 15 chỉ huy đại đội Charlie là đại úy Thomas, 26 tuổi. Thomas sinh trưởng tại Logan, Tây Virginia, đã bỏ học để nhập ngũ từ năm 17 tuổi. Anh đã có 6 năm làm chuyên viên sử dụng chất nổ và lấy bằng trung học vào những giờ rảnh rỗi. Năm 1963 vì muốn gây dựng sự nghiệp trong quân ngũ nên xin đi học sĩ quan. Đến tháng 10 năm đó thì anh được gắn lon vàng thiếu úy. Tháng 8 năm 1967, thờ ơ mát đến Nam Việt Nam sau một kỳ hạn phục vụ với cương vị chỉ huy một đội danh dự của Liên Hiệp Quốc tại Nam Triều Tiên. Tháng 9, anh nhận quyền chỉ huy đại đội Charlie từ đại úy Kirby Smith. Vì đại đội Charlie những tháng gần đây ít đụng độ với kẻ thù, nên Thomas muốn xây dựng một số bài ôn luyện để cho lính dù không bị trì trệ, nhưng việc này không cần thiết. Nhiệm vụ đầu tiên trong cương vị đại đội trưởng đại đội Charlie là đi vào một bãi đáp nóng ở phía tây Tuy Hòa. Khi trực thăng Huey đang đổ lính dù xuống đất thì đạn Việt Cộng đã bay vèo vèo trong không trung và Thomas thấy quân của mình lại trở nên hoạt bát như những chiến binh dù tinh nhuệ ngày nào. Dù cho ban đầu bị các lính cựu trong đại đội Charlie đánh giá là quá hung hăng khi ham đánh nhau với kẻ địch, Thomas vẫn nhanh chóng được binh sĩ quý mến. Điều này càng trở nên rõ rệt hơn khi trái với địa vị của mình. Anh lại thích lính tráng trong đại đội hơn là các sĩ quan. Anh nhậu nhẹt, đánh bạc và nói chuyện gái gú với bọn họ. Anh chơi đàn guitar và hát cứ như Glenn Campbell, ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Mỹ vậy. Lính tráng tôn sùng anh và sẵn sàng xông đến tận Hà Nội nếu anh yêu cầu. Thomas nổi tiếng đến nỗi có cả lính hầu riêng Batman. Specialist 4 Dario Fitch, lái xe và lính liên lạc cũ của đại úy Smith giờ chuyển qua chăm sóc Thomas. Khi đi hành quân thì Fitch đào hầm, căng lều và nấu ăn cho Thomas. Viên đại úy đặc biệt khoái khẩu món đào và bánh bông lan những thứ rất hiếm khi có trong khẩu phần C, khẩu phần ăn giã chiến. Fitch đã dành nhiều thời gian kỳ kèo thương lượng với những lính khác nhằm lấy đào hộp và bánh về cho sếp. Theo ý kiến của Fitch thì Thomas không những là sĩ quan giỏi nhất mà còn là con người tốt nhất mà anh từng biết. Đại úy Thomas ngay lập tức thấy co ưa trung tá Schumacher. Anh cũng cảm thấy Schumacher là điển hình của bộ phận sĩ quan háo danh trong quân ngũ. Anh coi viên tiểu đoàn trưởng là một kẻ cơ hội, chỉ biết lo thăng tiến. Tìm kiếm vinh quang cho bản thân hơn là lo cho binh sĩ. Ví dụ như sau một cuộc hành quân thông thường ở Tuy Hòa, Sumacher đã lệnh ban tham mưu chuẩn bị đề xuất khen thưởng huân chương sao bạc cho mình. Thomas biết đây là thành tích xạo và công khai tỏ vẻ hài lòng khi thấy trên lữ đoàn đã từ chối đề xuất đó. Việc Thomas ghét Sumacher là việc lính tráng trong đại đội charlie ai cũng biết. Mọi lần khi thấy Sumacher bay trực thăng lên sở chỉ huy của mình là Thomas lại bảo lính ném trái khói để báo cho phi công biết hướng gió lúc đó thế nào cũng sẽ có người đáp khói mà làm đếch dề. Ném một trái nổ cho rồi và thô mát lại cười phe phé. Ngày 8 tháng 11, trước khi rút khỏi cao điểm 823, thấy thô mát trả lời cuộc gọi của sĩ quan tiếp vận S4 về danh sách đổ tiếp tế anh cần là nước. Sumacher chen vào và bảo thô mát rằng, Charlie Six, người ta có dùng nước để thắng trận, chúng ta có lãng phí trực thăng để chở nước. Dưới chân cao điểm có suối đó, cho quân tuần tiễu xuống đó mà lấy. MCLVFAIN miễn cưỡng lệnh cho Trung úy Zachary Brown chỉ định quân đi lấy nước. Anh kia tuân lệnh và tiểu đội này đã vấp phải quân Bắc Việt. Hậu quả của cuộc đọ súng là binh nhất John caplock bị chết. Đó là một bi kịch, cái chết lãng nhách của Kaplak khiến cho lính đại đội Charlie càng ghét Schumacher hơn. Chỉ huy đại đội Alpha và cũng là chỉ huy trưởng Task Force Blue, đội đặc nhiệm xanh, là đại úy David Jesme, 31 tuổi, anh là một người to con cao tới 1m90 nặng gần 100 cân. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng năm 1959, anh nỗ lực để tới chơi bóng cho đội New York Giants và San Francisco 49 ers nhưng không thành nên đã tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị ở OTC để vào phục vụ trong quân đội. Anh được tướng Westmoreland tuyển về chơi cho đội tuyển bóng bầu dục của sư đoàn dù 101 tại căn cứ Fort Campbell. Jess May phục vụ được 2 năm rồi giải ngũ về quê ở Sacramento, California và làm việc cho một ngân hàng ở địa phương. Hai năm sau đó, tháng 1 năm 1965, sau khi chán làm việc trong ngân hàng, Jesme lại nhập ngũ. Tháng 5 năm 1967, Jesme sang Nam Việt Nam. Sau một thời gian làm sĩ quan hành quân của tiểu đoàn 1 trên 503, đến tháng 7 thì anh tới nắm đại đội Alpha. Jesme được trực thăng vượt mưa báo trở tới nhiệm sở. Anh đáp xuống cao điểm 882, cách bến hết về phía nam 10 km. Jesme đã bị sốc trước Nhưng gì mình nhìn thấy. Dù trên danh sách đại đội có đông hơn, nhưng ngoài này chỉ có khoảng 85 lính. Anh gọi điện cho đại đội phó Thu Dung tất cả những người không quan trọng ở tuyến sau đưa ra tiền tuyến ngay lập tức. 24 giờ sau đó, có thêm 50 người nữa góp mặt. Từ lúc này đại đội Alpha không còn tên trốn việc nào nữa. Trong mấy tuần kế tiếp, Jesme chỉ huy đại đội tuần tiễu rộng khắp trên khu vực. Họ tìm được rất ít dấu vết của quân Bắc Việt. Thỉnh thoảng trong đêm tối họ có nghe tiếng lính địch nhưng không bao giờ nhìn thấy ai cả. Có lần Jess Mellon theo một lối mòn mới lên trên cao điểm 875 nhưng cũng không thể tiếp cận được đối phương. Anh có cảm giác bộ đội Bắc Việt được lệnh né tránh quân Mỹ. Mãi đến khi đại đội Alpha chuyển đến Tuy Hòa thì họ mới đụng độ với quân địch. Trong cuộc chạm súng ngắn ngủi này, một số Việt Cộng đã bị giết. Để chuẩn bị cho lính đón nhận những trận tấn công ác liệt chắc chắn sẽ xảy ra, Jess Mellon tập trung vào công tác huấn luyện nguyên tắc chủ yếu của anh nếu khi trung đội xích hầu đụng địch thì nó phải tổ chức phòng ngự theo hình mũi của móng ngựa ngay lập tức hai đại đội súng trường kia sẽ làm thành hai chân của móng ngựa trong khi trung đội hỏa lực sẽ bảo vệ phía sau sở chỉ huy đại đội sẽ nằm giữa chu vi phòng thủ với đội hình thế này jesme nghĩ đại đội mình sẽ là một chướng ngại lớn mà kẻ thù khó lòng đè bẹp không như thomas đại úy jesme có quan hệ tốt với trung tá schumacher hơn Resme cho rằng Sumacher là một tiểu đoàn trưởng rất cừ với việc ra lệnh và hướng dẫn họ thực thi một cách chuyên nghiệp. Resme nghĩ có thể đòi hỏi nhiều hơn thế nữa ở một sĩ quan lục quân. Đại úy Abraham Lincoln Hardy chỉ huy đại đội Doc Hardy, 25 tuổi, một dân Texas to lớn vạm vỡ, tới Nam Việt Nam vào tháng 2 năm 1967. Chức vụ gần đây nhất của anh là sĩ quan cơ giới của tiểu đoàn. Đến tháng 9, khi Sumacher thành lập đại đội Doc. Hd đã được chấp nhận về chỉ huy nó. Trung tá Sumacher chỉ đạo Đại úy Thomas dẫn TF Break về phía tây căn cứ pháo binh 15. Hai cây số rồi rẽ xuống hướng nam tiến về cao điểm 889. Cùng thời gian đó, TF Blue sẽ rời căn cứ pháo binh 15 đi sang phía đông nam, rồi quay về phía tây, đi song song với tuyến đường của TF Break ở khoảng cách 1.000 m Hai đơn vị sẽ hội quân trên cao điểm 889. Sáng sớm ngày 15 tháng 11 hai task force rời khỏi căn cứ pháo binh 15. Tiến độ hành quân chậm do các bụi cây rậm rạp ken lẫn với che gài. Lính dù còng lưng dưới sức nặng của ba đi ngoằn ngoèo xuống sườn dốc của cao điểm 823, mạo hiểm dẫn bước vào cõi hư vô. Trung úy David Holland của đại đội Alpha đánh vật với đồ đạc mang theo khi dẫn đất trung đội hỏa lực tiến bước. Holland không thích chút nào khi bị đại úy Jesme chuyển sang trung đội hỏa lực trước khi rời khỏi tuy hòa trung đội chỉ có 15 lính với một khẩu cối 81mm thế nên Holland cảm thấy mình giống tiểu đội trưởng hơn là một trung đội trưởng. Để phản ứng, khi dừng chân ở Con Tum Anh đã cùng mấy cầu lính trong trung đội mới đến một trong những quán bar nằm dọc phi đảo để nhậu nhẹt, đập phá. Khi máy bay C-130 chở anh tới sân bay Đắc Tô vào hôm sau Holland thấy nhức đầu kinh khủng. Tuy nhiên anh nhanh chóng tỉnh rụi khi thấy trực thăng chở thương vong từ phía nam lên Đắc Tô. Anh nhìn những chiếc hưu y bay ra từ những mỏm đồi màu xanh thấm qua thung lũng rộng lớn mang theo những chấm nhỏ màu đen dưới bụng. Khi trực thăng đến gần hơn ho lần mới nhận ra những chấm đen hóa ra là các xác lính tử trận. Lần đầu tiên, ho lần phải đối mặt với thực tế là mình có thể bị giết trong chiến đấu. Thật kỳ diệu khi việc coi đây là vấn đề số mệnh đã khiến anh bình tĩnh trở lại và có thể thực hiện nhiệm vụ mà có cần lo lắng nữa. Khi hai Task Force đi gần đến chân điểm cao 823, những lính đi đầu bắt đầu tìm kiếm dấu vết về sự hiện diện của đối phương. Nhiều vết máu khô đã chứng minh hiệu quả chết chóc của hỏa lực bắn phá vào đêm trước. Task Force Break cũng phát hiện một số bậc cấp gia cố bằng tre được xẻ vào sườn dốc dưới chân cao điểm. Đổ trang bị do quân Bắc Việt bỏ lại nằm rải rác khắp nơi. Binh sĩ trong hai Task Force, từ lính cựu cho đến lính mới, đều biết rằng mình đang mạo hiểm tiến sâu vào lãnh thổ quân Bắc Việt. Nếu giao tranh xảy ra thì sẽ là do đối phương chủ động muốn đánh chứ có phải lính rủ Task Force Blue đóng quân nghỉ đêm đầu tiên cách cao điểm 823 chừng 1.000 m về phía tây nam. Đại úy Jesme thiết lập một chu vi phòng thủ chặt chẽ, tung ra các tổ cảnh giới, xin hỏa lực pháo binh chi viện. Đêm yên bình trôi qua với TF Blue dù trong nhiều lúc, một số tổ cảnh giới có báo về là nghe thấy tiếng động. Quân của đại úy Thomas suốt ngày hôm đó khi đi trên lối mòn của bộ đội Bắc Việt đều cảm thấy căng thẳng. Cứ vài trăm mét các lính xích hầu lại bắt gặp các dấu vết, có lần họ còn vướng cả vào dây điện thoại. Thomas bảo trung sĩ truyền tin của mình nối máy vào dây. Ít lâu sau họ được phản hồi. Đường dây vẫn đang hoạt động. Thomas báo về cho đại úy Edward Seuss, sĩ quan hành quân tiểu đoàn. Seuss, người vùng Georgia, 28 tuổi đã cảnh báo Thomas, cẩn thận nhé Tom, bọn nhỏ con đều ở quanh đó đấy. Thomas đồng ý. Task Force Break chuẩn bị nghỉ đêm trên một quả đồi nhỏ không có số cách cao điểm 823 về phía tây 2.000 m. Đại úy Hardy đưa các trung đội vào chiếm lĩnh vị trí quanh chu vi phòng thủ trong khi Thomas lo bố trí các tổ cảnh giới. Trung úy Edward Kelly, trung đội trưởng trung đội 1, đại đội Charlie, lấy 5 trong số 23 lính của trung đội quay lại đường tiến quân tổ chức phục kích phòng địch bám theo. Kelly, 26 tuổi người ở Đô Than, Alabama, nhập ngũ khi còn là lính trơn cũng như Thomas. Năm 1962 sau khi kết thúc 3 năm phục vụ, Kelly và Đại học Auburn rồi có chỉ tham gia khóa huấn luyện sĩ quan dự bị mà còn phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia địa phương. Anh được phong thiếu úy sau khi tốt nghiệp vào năm 1966. Một năm sau thì anh sang Nam Việt Nam. Kelly được của lính dưới quyền đánh giá là một sĩ quan có tác phong làm việc lạnh lùng nhưng hiệu quả đã cẩn thận cho các tổ vào vị trí, rồi nghỉ đêm tại chỗ với quân số trực gác là 50%. Một lúc sau trời đổ mưa. Mưa lớn có chỉ hạn chế tầm nhìn khiến cho không có thể phát hiện cái gì trong rừng ban đêm mà còn át hết cả các tướng động. Bộ đội Bắc Việt có thể tới sát bên Kenley và lính dưới quyền mà họ chẳng hề hay biết. Thế nhưng anh không hiểu vì sao địch lại không đến và đêm ấy trôi qua yên ổn. Đại úy Sius, người được các đại đội trưởng đánh giá là một sĩ quan hành quân xuất sắc, truyền lệnh hành quân trong ngày 11 tháng 11 của Trung tá Sumacher cho đại úy Jesme. TF Blue sẽ tạt sang phía Tây tiến về TF Black bắt tay với họ ngay trong ngày hoặc vào ngày kế tiếp. Lực lượng kết hợp này sẽ tiến về phía tây nam song song với sống núi dẫn lên cao điểm 889. Dự kiến những dấu vết của Trung đoàn 66 Bắc Việt sẽ được tìm thấy đâu đó trong khu vực. Lesme cho quân sẵn sàng đi lúc 8 giờ. Một lính dắt chó trinh sát đi cùng viết toán xích hầu. Lesme không tin con chó này lắm. Ngày hôm trước cứ đi được khoảng 100 mét là nó lại cảnh báo, khiến tốc độ hành quân của Task Force bị chậm. Resme tin tưởng vào bản năng của lính xích hầu dưới quyền hơn. Thiếu úy Ed Robertson dẫn trung đội hai rời chu vi phòng thủ đầu tiên. Theo sau anh là trung đội một của trung úy John Robinson, ban chỉ huy đại đội của Resme, trung đội hỏa lực của trung úy Holland và trung đội ba của trung úy Larry Kenneme. Kenneme, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học Texas, tới Nam Việt Nam hồi tháng 6 năm 1967 vì khi đó chưa có chức trung đội trưởng nào khuyết nên phần lớn 3 tháng đầu tiên anh làm tà lọt cho Trung tá Schumacher. Tháng 9 anh gia nhập đại đội Alpha. Mới xuất phát chưa được 200 mét thì con chó trinh sát lại cảnh báo. Jesme vừa mới định nghĩ đó là báo động giả thì đám rừng trước mặt Robertson bùng nổ. Lính tráng phản ứng ngay. Họ lăn xuống đất tìm chỗ nấp. Các trung đội khác vội vã chiếm lĩnh vị trí tạo ra một chu vi phòng thủ hình móng ngựa mà Jesme đã huấn luyện cho họ lúc đó là 8 giờ 28 phút. Resme lập tức gọi về trung tâm hành quân báo cáo đã chạm địch. Schumacher đang ở tại đó vì sương mù buổi sáng làm ông có thể lên trực thăng bay chỉ huy. Resme báo cho Schumacher biết tôi đụng khoảng một trung đội địch. Ở phía trước, lính của Robertson đang đỏ súng với đối phương. Cũng như mọi khi, rất ít khi nhìn rõ bộ đội Bắc Việt trong đám cây lá rậm rạp, nên thiên binh chỉ có thể bắn trả vào những chấp lửa đầu súng và những cái bóng thấy loáng thoáng lựu đạn nổ tung bắn ra những mảnh sắt sắc lẻm găm vào da thịt con người. Như mọi lần, Jesme cho các trung đội của mình vừa đánh vừa lùi rồi cho các tiền sát viên pháo binh và cuối 106,7 gọi về trung tâm chỉ huy hỏa lực của mình xin tri viện. Chỉ vài phút sau khi rút, đạn pháo 105 ly đã dập xuống đầu quân địch. Ở khoảng cách gần hơn nữa, đạn cối 106,7 ly xuyên qua tán cây và nổ tung trong các vị trí của địch. Rủi thay! Một trái đạn cối hụt tầm đã giết chết một lính của Jesme và làm bị thương mấy người khác. Lúc trận đánh nổ ra, trung đội hỏa lực của Trung úy Holland thậm chí còn chưa rời khỏi chỗ đóng quân. Holland lập tức đặt súng cối. Do không bị đạn địch bắn tới, anh cùng binh sĩ dưới quyền rót đạn ngay xuống phía trước trung đội Robertson. Trung đội của Keneme chỉ có 22 quân, đang nát đạn M16 và M60 vào rừng nhưng sự thực là họ có mục tiêu hầu hết hỏa lực của bộ đội Bắc Việt đang tập trung vào lính của Robertson. Đáp lại yêu cầu của Jesme, máy bay phản lực đã kéo tới lập khu trở trên không. Một tiền sát viên truyền những hướng dẫn của Jesme để chúng cắt bom. Chỉ sau vài phút gầm rú trên cao, những trái bom 500 cân anh của mấy chiếc F-100 đã xé toạc tán rừng già. Lúc này đã quá 11 giờ, pháo vẫn giá thêm xuống các vị trí địch trong khi máy bay phản lực đã kết thúc phi vụ. 30 phút sau đó, Jesme cho một tiểu đội thám sát cùng với con chó trinh sát tiến ra để tiến hành xem xét khu vực. Quân Bắc Việt đã bỏ đi. Những gì còn lại chỉ là vài sóc bộ đội bị phi pháo tiêu diệt. Jesme kiểm tra các xác chết và rất ấn tượng trước đồ trang bị cùng súng ống mới toanh của địch. Dường như quân địch mới ra chiến trường chưa lâu. Jesme cũng lấy làm lạ là địch quân đều đeo ba lô và chưa chuẩn bị công sự. Anh nhận định đối thủ vừa rồi là quân chặn hậu với nhiệm vụ kìm chân quân Mỹ. Và rồi anh đã biết lý do vì sao địch muốn ngăn cản mình, trong những cuộc đàm thoại nghe được qua điện đài giữa Schumacher với Thomas thì rõ ràng TF Black đang lâm nguy. Jesme liền cho quân mình di chuyển để tới cứu TF Black. Nhật lệnh của trung tá Schumacher trong ngày 11 tháng 11 cho đại úy Thomas là lần theo sợi dây điện thoại. Tuy nhiên Schumacher cũng có muốn anh này di chuyển quá xa vì còn muốn TF Black ở lại khu vực ngày hôm sau để tìm kiếm bộ đội Bắc Việt trong khi chờ hội quân với TF Blue. Thomas và đại úy Hát đi đồng ý cho lần theo sợi dây mỗi hướng một trung đội. Các trung đội khác thì tiến hành tuần thám khu vực. Trung úy Brown lấy ra một tiểu đội cho đi càn quét quanh khu vực đóng quân rồi mới quyết định di chuyển. Toán phục kích của Kelly đã quay về chu vi phòng thủ mà không tìm thấy dấu vết gì của quân Bắc Việt. Sau 8 giờ thì Brown rời khỏi nơi đóng quân. Đi chưa được 50 mét, lính xích hầu của Brown phát hiện một lính cảnh giới Bắc Việt cách đó chừng 20 mét. Lính dù nổ súng bắn bị thương người lính địch. Brown ra hiệu cho toán thám sát đuổi theo trong khi anh gọi điện báo cáo đại úy Thomas. Chưa kịp gọi thì Thomas đã lên máy. Thomas gọi Brown, November 6, cái quái gì xảy ra vậy? Brow kể lại sự việc rồi nói thêm, chúng tôi đang lần theo vết máu, tôi sẽ đuổi theo nó. Không Thomas hạ lệnh, anh mới được lệnh của Schumacher tới hỗ trợ cho Jesmer. Thomas không muốn một đơn vị đi lẻ ra ngoài vì như vậy rất nguy hiểm có có thì giờ mà lãng phí đâu thô mắt ngắt lời. Tôi sẽ cho người khác ra ngoài đó. Brown cố này nhưng co có kết quả. Trung đội 2 của Trung úy Zero Cecil được chỉ định lần theo sợi dây điện thoại nên đã sẵn sàng xuất phát. Trung đội đã được hưởng một buổi sáng tương đối thoải mái. Trung sĩ Philip Sapp, 20 tuổi quê phong du lạc, Wisconsin thậm chí sau bữa sáng còn có thời giờ viết thư về nhà nữa. Sau đó có lệnh phải lên đường. Sapp bắt cặp với anh bạn thân là Trung sĩ Robert Ulrich, hầu hết lính đại đội Charlie, tiểu đoàn 1 trên 503 đều gọi Uris là trung sĩ OP vì anh giống ngôi sao thiếu nhi Ronnie Howard trên tiết mục Andy Griffith sâu nổi tiếng trên truyền hình một cách kỳ quái. Uris, vừa mới bước sang tuổi 20 hồi tháng 10, là một phần huyền thoại của đại đội Charlie. Anh đến đại đội lần đầu tháng 5 năm 1966. Trong lần kỳ phục vụ đó, một phóng viên ảnh đã chụp ảnh Uris. Bức ảnh với Uris trong trang bị đầy đủ lễ bộ chiến đấu, được lưu hành rộng rãi ở quê nhà, làm anh trở nên nổi tiếng tí chút. Khi kỳ hạn phục vụ đầu tiên kết thúc, Unis tình nguyện phục vụ thêm một năm nữa ở Nam Việt Nam, với điều kiện được ở lại đại đội Charlie. Sau khi được chấp nhận, Unis được cho đi phép 30 ngày về quê nhà tại Newton, Iowa. Về nhà, anh đã gặp gỡ và kết hôn với một thiếu nữ rồi quay lại cuộc chiến. Lúc này anh đang là tiền sát viên cho trung đội súng cối 81 ly anh đi cùng sắp khi trung đội của Cecil xuất phát. Nếu Trung sĩ OP là một huyền thoại thì Trung úy Cecil là ngôi sao của đại đội Jackley. Anh là một trong 10 học viên West Point từng được tạp chí Newsweek chọn trong ấn bản đặc biệt viết về sinh viên tốt nghiệp năm 1966. Các phóng viên theo sát 10 sinh viên này trong suốt một năm từ lễ tốt nghiệp, lễ cưới hay những khóa đào tạo thêm. Kết quả là bài viết đã xuất hiện trên tạp chí ngày 10 tháng 7 năm 1967 kết thúc là hình ảnh Cecil đã vượt qua khóa huấn luyện biệt động quân khắc nghiệt như thế nào. Anh đã qua Nam Việt Nam được mấy tháng trước khi bài báo được phát hành. Cecil không những được các sĩ quan trong đại đội Charlie mà còn được lính trong trung đội mình tôn trọng nữa. Là người năng nổ, quyết đoán, Cecil dạy cho binh sĩ các thủ thuật tác chiến trong rừng già mà anh được học hồi ở trường biệt động quân. Kết quả là anh tin chắc 20 lính trong trung đội mình hoàn toàn có thể chiến đấu hiệu quả nếu xảy ra đụng độ. Binh nhất John Rolfe lính xếp hầu của trung đội 2, dẫn trung đội rời chu vi phòng thủ. Xê xin là người đi thứ ba trong đội hình. Họ nhanh chóng vượt qua toán lính nhỏ của Brown, lúc đó đang quay về chu vi phòng thủ đại đội. Trung đội Xê xin tiến xuống một sống núi rộng 50 mét đại để dẫn về phía nam chu vi phòng thủ. Càng đi xuống tán rừng càng dày hơn, đổ một thứ ánh sáng kỳ ảo xuống mặt đất. Bụi rậm cao ngang ngực, tầm nhìn trong thứ ánh sáng nhập nhọn này hiếm khi vượt quá 5 mét trung đội âm thầm nhích dần xuống sống núi. Rồi Goff bỗng giơ tay ra giấu cho mọi người dừng lại. Trong lúc Cecil đang lo lắng nhìn thì Goff từ từ quay đầu, đưa ngón tay trỏ lên mới ra một dấu hiệu cổ điển bảo mọi người im lặng. Sau đó, còn nói một câu anh quay lên và bắn hạ người lính cảnh giới khác của địch. Sau đó là sự tĩnh lặng, đại úy Thomas đi xuống sống núi và cùng Cecil kiểm tra xác người lính địch. Cecil nói, nhìn này, tên này mới vừa vào Nam. Quần áo, súng ống của nó còn mới cứng. Thomas đồng ý, anh bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, có cảm giác như trong rừng có những cặp mắt đang nhìn mình. Chúng ở đây đó, Jerry Thomas nói, tôi cảm thấy thế, hãy cẩn thận. Thomas quay về vị trí chỉ huy, xe xin ra dấu cho trung đội tiến tiếp, càng xuống thấp sống núi càng hẹp và hai bên sườn ngày càng dốc. Đi thêm 100 mét nữa thì đường bắt đầu dốc hơn. Xe xin cho trung đội đi từ từ tung ra những toán gồm hai lính thực hiện Cloverleaf dọc theo hai bên sống núi. Người ngậm tâm, tất cả những gì cần liên lạc thì đều dùng thủ hiệu. Trung đội hai đi đến đầu mút sống núi thì thấy nó tạo thành một yên ngựa rồi đi lên mỏm bên cạnh. Giác quan thứ sáu báo cho xin biết sắp đánh nhau đến nơi rồi. Anh vội ra hiệu cho mấy toán Cloverleaf rút về, rồi cho các tiểu đội lập tuyến phòng thủ. Tuyến này hơi cong về phía sau. xin thì thầm với những người xung quanh, các cậu tôi biết bọn khốn đang ở đây đó. Khi tôi ra hiệu thì tất cả cùng bắn nhé. Ít giây sau xe xin quạt một loạt ca 15. Trước khi những người xung quanh kịp khai hòa, rừng rậm phía trước bùng nổ với cơn bão lửa của đối phương. Những luồng đạn AK-47, RPD, rocket B-40 lao về phía các thiên binh. Lính dù nằm dạp xuống đất, bắn trả mãnh liệt. Lúc đó xin chưa biết gì về việc mình vừa khai mào một trận phục kích lớn kiểu móng ngựa nếu anh tiến nhanh hơn thì hẳn cả trung đội đã bị chia cắt bởi hỏa lực bắn cánh xẻ dữ dội ấy. Và lúc đó, theo như Sê ước tính, họ sẽ phải đối mặt với lưới lửa của nhiều tiểu đội quân Bắc Việt. Các trung sĩ UNIT và sắp đi đằng sau đội hình của Sê nên không bị hỏa lực trực tiếp của bộ đội Bắc Việt nhắm tới. Dù vậy, họ vẫn tích cực xông lên trước. Người lính ở cách phía trước họ 2 mét bị một phát đạn của quân Bắc Việt bắn trúng mặt. Thật là kinh dị khi thấy phía sau đầu anh lính này nổ toác máu đỏ li ti văng tung tóe như bụi. Sau đó mấy giây, một thiên binh khác từ trên đầu hàng quân chạy về. Anh bị bắn vào ngực. Tuy nhiên có vẻ viên đạn AK-47 bị sao đó mà nó chỉ xuyên ngập có một nửa vào xương ức người lính. Uris và Sáp lập tức đặt cho anh này biệt hiệu trung sĩ ri chết, trung sĩ đạn bật già Hai người nằm dạp xuống rồi bắt đầu bỏ tới trước đến chỗ đang bắn nhau. Phía trước họ, tiếng súng M16 và M60 đang giận dữ đáp trả tiếng AK47. Hai người lính có thể nhìn thấy bộ đội Bắc Việt chạy như tên bắn giữa các thân cây bên dưới sườn dốc sống núi. Họ bắn vào những cái bóng nhanh vun vút đó. Sau đó cả hai nghe thấy tiếng nổ đầu nòng đặc trưng của súng cối quân Bắc Việt. Ulrich biết chúng ở rất gần và dựng nòng bắn gần như thẳng đứng. Anh gào chết rồi. Fin. Bọn ta tiêu mất. Vậy là đủ một quả đạn cối bắc Việt từ trên tán lá rít lên rơi xuống ngay phía trước mấy người lính chưa đến 2 mét. Một trái đạn thối. Cả bọn chưa kịp mừng rỡ trước may mắn ấy thì một trái đạn cối khác đã nổ tung với ánh sáng chói lòa gần như ở đúng vị trí trái thứ nhất. Sau tiếng nổ, Unit nghe thấy sắp kêu, OP, cậu dính chấu rồi. Cậu sẽ được thưởng huân chương cho coi. Những mảnh thép sắc lẻm vừa mới găm vào tay phải của Unis. Unis bảo, chó chết. Còn nói nữa hả? nhìn lại mình đi. Cẳng tay của sáp cũng bị mảnh cối cắm chi chít. Thay vì chúc mừng huân chương trái tim tím, huân chương chiến thương, bộ đôi dũng cảm lại tiếp tục tiến tới chỗ giao tranh. Không đến xỉa đến thương tích của mình, họ kéo thương binh rời xa tuyến lửa và truyền đạn dược lên. Ở đằng sau trên đỉnh đồi, đại úy Thomas dựa vào báo cáo của C xin gọi về báo cho trung tá Schumacher đang ở trung tâm hành quân biết việc C xin đã chạm trán với một tiểu đội Bắc Việt. Lúc đó là 9 giờ 50 phút. Mấy phút sau, khi thấy tiếng súng phía trước xe xin vẫn tiếp tục không thuyên giảm, Thomas điều trung úy Brown dẫn trung đội xuống cứu viện. Khi Brown vừa xuống sống núi, thì xe xin gọi lại cho Thomas báo rằng anh cảm thấy đang phải đối mặt với một trung đội đầy đủ của đối phương. Súng địch bắn quá rát nên không thể chỉ có duy nhất một tiểu đội được. Quân của Brown cố tiến nhanh nhất có thể tới chỗ xe xin. Tiếng súng bắn ầm ầm rộ lên khi họ gần đến chỗ yên ngựa. Rồi thì đạn địch mau chóng bắn đến, họ phải tìm chỗ nấp. Trung đội Brown đã bị hỏa lực mạnh mẽ của địch quân chặn lại khi chỉ cách vị trí của Cecil chừng chục mét. Hai trung đội trưởng có thể hét lên gọi nhau qua lại nhưng không sao hội quân được. Brown báo tình hình cho Thomas và nói thêm lực lượng địch có tầm một đại đội hoặc hơn thế nữa. Thomas lại nghiêm túc báo cáo chuyển biến mới này cho Schumacher. Thomas quyết định đích thân xuống chỗ giao tranh. Anh để trung đội của Kenley cùng trung đội hỏa lực dưới quyền trung úy Jay Flynn ở lại chỗ trú quân rồi tập hợp đại đội bộ tiến xuống chỗ Cecil và Brown. Khi tới nơi Thomas tìm chỗ đặt sở chỉ huy rồi nắm quyền chỉ đạo, mức dữ dội của trận đánh làm cho Thomas bị sốc. Đạn súng nhỏ, súng lớn thi nhau bay vun vút khắp rừng. Cứ chốc chốc lại có tiếng nổ vang rền của lựu đạn, B-40, hay đạn cối. Tiếng la hét y ngỏi của thương binh khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Thomas nhận thấy tình thế kinh khủng hơn anh tưởng. Rõ ràng là bộ đội Bắc Việt có quân số đông hơn số lượng mà đại đội Anh có thể đương đầu. Anh siết chặt chu vi phòng thủ để tập trung hỏa lực nhằm hạn chế khả năng bị địch quân chọc thủng. Từ sau một cái cây lớn, Thomas gọi điện bảo Cecil lùi về chỗ Brown. Dù trận đánh chỉ mới bùng lên chừng 30 phút, Cecil đã có 3 lính chết và khoảng một chục bị thương. Một số ca rất nặng hầu như không thể di chuyển được. Để bảo vệ công tác giúp quân, Cecil và lính cài mìn Claymore lại vừa bỏ lui vừa giải dây điện rồi cho nổ loại vũ khí hiệu quả kinh khiếp này. Bằng cách đó, số quân tơi tả còn lại của trung đội hai lùi gần về vị trí của Brown. Có hai lính của Cecil do bị thương quá nặng nên có thể tự rút về. Vì có muốn bắt ai phải liều mạng, nên Cecil đã hai lần bỏ lên đưới làn đạn địch để mang thương binh về. Có một số lính dù vẫn chưa thực sự nhìn thấy bộ đội Bắc Việt. Sau này họ được biết lính đối phương dùng lá cây ngụy trang cải khắp người. Địch ẩn nấp rất giỏi và chỉ có tia lửa đầu nòng khi bắn mới có thể làm họ lộ vị trí. Ngoài hỏa lực súng cá nhân, súng cối cũng tiếp tục rót xuống đầu thiên binh. Khi trung sĩ sáp vừa kéo một thương binh đến nơi an toàn, thì một quả đạn cối nổ tung ngay phía sau. Mảnh đạn cối nóng đỏ đã xuyên và sẽ toạc bắp đùi phải, khiến sáp cảm thấy như bị ăn một cú đá trời giáng. Lính cứu thương vừa kịp tới thì một quả đạn cối nữa lại phát nổ, mảnh đạn bay tung tóe khắp nơi. Người lính cứu thương gục xuống, bị thương nặng sáp cũng bị mảnh cối cắm vào ngực và mặt mảnh đạn xé rách môi dưới của anh làm gãy ba cái răng rồi mới chui vào nằm dưới lưỡi máu nóng chảy tràn cuống họng khi cái lưỡi sưng lên làm cho anh khó thở sáp lật người chống tay vào quỳ bằng đầu gối khạc ra bọt khí giờ thì bỏ mẹ rồi anh nghĩ người lính cứu thương thứ hai nhanh chóng đến bên băng bó vội vã cho anh rồi di chuyển qua chỗ khác sau đó có người kéo anh tới chỗ tập trung thương binh một lính cứu thương định phẫu thuật mở khí quản nhưng sắp từ chối anh chẳng muốn cho ai mổ cuống họng mình ra cả trận đánh vẫn không hề thuyên giảm khi Mark Elgin nhận thấy bộ đội Bắc Việt đi vòng men theo sườn dốc của sống đồi anh gọi điện bảo Kenly cho quân lên tham gia đồng thời Thomas cũng gọi điện cho đại úy HD sáng hôm đó HD đang dẫn hai trung đội lần theo sợi dây điện thoại theo hướng ngược lại khi thấy Thomas báo mình đang gặp rắc rối thì đi lập tức quay lại đằng trước hát đi, Kelly cũng đang cho trung đội tiến xuống phía có tiếng súng. Họ chưa đi được nửa đường thì đã bị quân bắc việt bắn. Một tay súng bắc việt ở gần đến nỗi Kelly thấy lá cây rụng lạ tả từ miệng súng đang khạc lửa. lính của Kelly định tìm chỗ nấp, nhưng anh ra lệnh bảo họ đứng dậy vận động, bằng cách lom khom rồi phóng chạy từ chỗ nấp này qua chỗ nấp khác. Trung đội cũng tới được khu chiến và chiến lĩnh vị trí bên sườn bỏ trống của chu vi phòng thủ. Kenly không thể tin rằng mọi thứ lại hỗn loạn đến thế. Súng bắn khắp nơi, đạn b bay vù vù trên chiến trường, đạn cối phát nổ đinh tai nhức óc, lính tráng thét gào khi bị mảnh đạn găm vào cơ thể. Hỗn loạn kinh khủng. Trong ít phút mà nhiều lính của Kenly đã bị trúng đạn, lính cứu thương của anh bị trúng 6 phát đạn vào chân và đang nằm bất động. Chỉ mấy giây mà có tới 3 xạ thủ M-60 bị giết khi bị đạn trung liên RPD xăm trúng vị trí. Kenly vừa tham chiến thì đại úy Hardy cũng đưa quân đại đội đóc đến được chu vi phòng thủ. Cũng lúc ấy, trung úy Flynn ở chỗ đóng quân báo cho Thomas biết việc mình đang bị súng trường bắn. Thomas muốn để cho hơn chục lính của trung đội hỏa lực bị cô lập và tiêu diệt nên đã lệnh cho Flynn trôn súng cối rồi chạy xuống chỗ mình. Flynn ném hai khẩu cối xuống hai hố cá nhân, dùng poncho phủ lên và lấp đất rồi xuống đồi. Đường đi rất nóng. Trong quá trình chạy về chu vi phòng thủ, anh bị quân Bắc Việt bắn tứ phía. 170 lính dù của TF Black đã hoàn toàn bị bao vây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.